Linh ơi Linh, bà khóa xe đi Linh. Sơ ơi Sơ, hôm nay quên là xin chào các bạn nha. Hôm nay ghé chỗ của Sơ, tiệm của Sơ. Đó, có nhiều người hỏi Tám là mua tiệm, mua thượng ở đâu đẹp này kia đó. Thì bây giờ là giới thiệu thêm một lần nữa nha các bạn. Mua tượng Đức Mẹ đẹp là ở đây, tiệm của Sơ, ngay trên đường Bonsa, trong khu chè Bamboo hoặc là khu chắc mình phải lấy một cái tượng nhỏ này để mình để lên xe hơi của mình nè. Lấy cái tượng này đi, để xong xe hơi của mình. Linh ơi, Linh nói nghe nè, nghe là Linh. Linh, tôi rước Đức Mẹ này hay là Đức Mẹ kia về để lên xe hơi của tôi? Đức Mẹ trắng hay là Đức Mẹ này? Đức Mẹ trắng này hả? Trắng này hả? Ừ. Đâu mà lấy em tôi đi, để này lên lại đi. Có đồ dán không? Mình cắt cái kia dán. Cắt cái kia mình dán. Đẹp ha. Cái này giống nhà bà mà. Chưa có cây thánh giá đó mà ha. Để coi ai đây. Dạ. Trời mấy cây này đẹp quá đi sao. Trời chị Khánh đưa tượng Phật bà đâu, sư, đẹp lắm. Đây là nơi của Sơ nhưng mà Sơ tặng. Tặng cho Khanh cái anh đẹp hả? Phật bà Quan Thế Âm. Em biết chắc chắn chị phải mua. Chị phải có cái đế để chị đựng. Đẹp quá đẹp. Đẹp quá, nằm trên cái tượng cái sen nè. Chị quá. Phải có cục bằng cái đế ha. Cái đẹp mình đẹp lên. Lắm. Đẹp á. Đẹp á. Đẹp á. Đẹp lắm. Mà ở đâu Sơ có cái tượng này? Thì người ta tặng qua rồi tặng lại. Tặng qua tặng lại. Đây. Em ngày xưa em học trường đạo. Trường đạo từ bé. Dạ, từ bé nên làm đạo nào em cũng rất là ngưỡng mộ. Cái nào cũng vậy hết, thật lòng là như vậy. Tại vì mà em thì rất là hợp với lại bên đạo Phật thì là gọi là Phật Bà Quan Thế Âm, còn bên đạo Chúa tới là ba mẹ, tượng luôn hả? Mẹ mà Đức Mẹ Maria. Ba tượng Phật luôn hả? Quan Thế Âm. Đúng ba rồi. Tượng Quan Thế Âm đúng luôn hả? Phật bà hả? Phật Bà Quan Thế Âm. Nghĩa là đúng theo cái bổn mạng của em luôn á. Em ngạc nhiên là già là Sơ lấy đúng luôn. Rồi sao Sơ tặng bổn mạng là đúng rồi. Dân quá đó bởi vậy là bữa nghe Sơ nói bị thành gì quá. Tại chị Khanh mới có nhà mới á, nhà trong nhà chị Khanh tượng Phật nhiều lắm. Quá trời luôn. Em cũng tặng cho chị Khanh một cái tượng Phật cái bộ. Phật như đây nè. Nhưng mà chị Khanh chọn. Nhưng mà trong nhà đó cũng có luôn cái bữa anh Sĩ tặng cho cái bữa lên đó liền. Cứu thế gì đó. Đức Mẹ Cứu Thế à? Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế hình của lòng Chúa thương xót. Lòng Chúa thương xót. Ồ vậy hả? Anh Sĩ tặng cho chị cái đó. Dạ dạ dạ. Xe để rước Đức Mẹ là về để trên xe hơi á. Có chưa? Bé két chưa có. Ồ đúng rồi, cho bé két. Sơ mấy cái này là bắt buộc mình phải trồng trong nhà hả Sơ? Cái đấy là bonsai. Mình muốn cho nó ở trong nhà thì mình cho nó ở trong nhà. Thầy tộc. Mình muốn nó ở ngoài thì mình phải mang ra ngoài. Hồi nãy Sơ có nói Tám là có nhiều người tới đây rước tượng Đức Mẹ về lắm. Rồi họ nói là coi YouTube bà Tám phải không Sơ? Coi YouTube bà Tám mới biết cái tiệm của Sơ. Bà Tám Cam Thơ. Bà Tám Cam Thơ mới biết cái tiệm của Sơ. Và sẵn đây cũng nói lại một lần nữa. Tại vì cũng có nhiều người hỏi Tám là cái tiệm đó ở đâu, rồi Tám mua tượng ở đâu. Tại vì nhiều người ta không có cái clip đó. Sơ nói là có nhiều người tới nhưng mà có những người người ta cũng không có coi được cái clip đó. Đó thì mình giờ sẵn để mình nhắc lại, tại vì có mấy người điện thoại cho em á, Sơ nói là cho địa chỉ này kia đó, thì bây giờ sẵn nói lại một lần nữa, đây là số 1061 đường Bonsa, suýt là 105A, tiệm Ivy Trần, đi vào cái khu đó là đi vô trong nằm bên tay trái.
là có tiệm Ivy Trần, là trong này bán đủ thứ tượng. Nãy giờ Linh có quay sơ lại lần nữa ha. Trong đó, khu chè bamboo nha các bạn. Mà cà phê Lily Bakery. Đó. Nè, ai mà thích những cái tượng nhỏ nhỏ này, ở đây cũng có hồi lúc trước đó sơ, lúc em không có biết cái tiệm này, em nói trời ơi bà Linh, bà kia chỉ tôi cái chỗ nào mà bán mấy cái tượng nhỏ nhỏ này, tôi thích để tôi để trên xe này kia. Mà bây giờ... rồi sao bà biết? Sao biết ta? Bữa đó livestream YouTube cái sơ nói sơ tặng cho bà ngoại. À, sơ comment vô nói là tới cái địa chỉ đó đó, tặng cho bà ngoại một cái bức tượng, chắc chắn ngoại thích. Khi nghe nói trời xong đi chạy tới đây, ai nhà mới biết được là cái chỗ này là có bán quá trời tượng đẹp luôn. Mà tới bây giờ mình mới có duyên trước hai đứa mẹ nhỏ này về hai chiếc xe hơi của mình. Đây. Đây nè. Là thơ. Hình này. À. Đó, tắm tặng cho sơ lộng tiếng luôn nè. Chị ơi sao để đây nè. Hình này là Đức Mẹ Long Beach này các bạn. Đó, anh sĩ hay tặng cho mọi người cái hình này đó. Quý cô chú với anh chị và các bạn muốn mua tượng ảnh đến đây ha. Nhìn tượng đẹp lắm. Đây là tượng này là sơ tặng tôi nè. Không. Thiệt hả? À. Không, sơ nói nè, ra đây cho bà coi. Sơ nói là cây mai với lại cái tượng, muốn lựa cây nào? Cây này là cây mai Việt Nam. Đó. Cây này cây bonsai nè. Nè, đi ra, bây giờ mình rước Đức Mẹ. Em cũng vậy, em gắn vô xe. Em cũng thanh xuống có ba tượng Phật Bà. Ba cái luôn ha. Cái này là Phật Bà hay là Quan Thế Âm? Phật Bà Quan Thế Âm, nguyên cái câu là vậy. Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Đúng không? Đúng rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đúng rồi, đúng rồi. Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Đúng. Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Đẹp lắm. Đẹp quá ha. Thích lắm luôn. Nhìn nó giống như là đang bay trên trời á ha. Mà bây giờ mới tới Linh nói chuyện qua lại với sơ, chị mới vừa mới biết được một cái sơ làm nữa là sơ chuyên môn cắm hoa tang. Rất đẹp. Không ngờ là sơ khéo tay như vậy á. Thì nếu mà các bạn nào mà cần hoa tang á thì ủng hộ cho sơ nha. Thành ra là ở đây có đặt hoa tang nha các bạn. Thì số phone ở đây là số mấy sơ có biết không thơ? Biết để đợi em đợi tí nha. Gọi cho Thư Si coi có đặt ở đây được ta. Rồi, ok. Rồi bye. À là cái dòng hoa gì vậy sơ, cho con em đặt cái dòng hoa lớn. Hoa lớn sơ bao nhiêu sơ? 300. Wow, đẹp quá. Có người rước mẹ nè bà Linh đây. Ô có cái chàng chuỗi nữa cơ Linh. Linh để đâu, đặt ở đâu? Ê, rớt cái sao chuỗi. Mình rất là mê. Linh ẩm mẹ ra xe. Sẽ gặp được nhiều may mắn nha Linh. Linh rước mẹ ra xe. Sơ ơi em cảm ơn sơ rất là nhiều. Em sẽ ra sơ nha. Cái vườn cây em đang làm, thành ra bây giờ là em đang ngắm nghía, chắc là tất cả những cái này của sơ mà sơ có nhiều sơ cứ lấy về nha sơ. Cái succulent đó sơ. Dạ. Là em sẽ lấy rất là nhiều. Cái này đẹp quá nè, cái này đẹp quá trời. Lấy cho em mấy cái mẫu lạ cũng được nữa nha. Lấy cái màu tím màu này đó sơ, lấy cho em nha, cứ lấy đem ra cho em nhiều nha. Tại cái vườn em nó rất là rộng và em muốn trồng tất cả là. Ủa có ship đi xa em sơ? Bữa có mấy khán giả hỏi em. Có nhưng mà nhỏ thôi, lớn à. Thì cứ gọi vô phone vô. Có gọi cho nếu gì, nếu mà ở tiểu bang xa thì không có đến đây được thì gọi cho sơ số phone là 669-770-5733. 669-770-5733. 669-770-5733. Hay quá ta. Mỗi lần không nhớ. Mà bây giờ đặt ra một cái là nhớ. Tất nhiên là mình rất là có duyên với lại cái tiệm này. Rồi. Và rồi bây giờ thì có cây na Việt Nam này. Ai, ai mà chưa có dưỡng thì ồ ở đây còn có mấy người cần mấy cái cây ăn trái cũng có nữa này thơ.
Dạ. Ô mãng cầu Việt Nam mình nè. Ừ, mãng cầu Việt Nam này đã lắm nè. Ê, ai biết trồng Linh, tính trồng đi cho chị hái Linh. Cây mai nè. Cây cây sen đán nè. Thật chị mới vừa nói sơ đem ra cho chị thiệt là nhiều. Rồi, cái dù nó bự quá nhiều đây nó đúng rồi. Nhí 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 nè. Lấy ra hành hủ này tươi quá. Để sẵn mình làm mình ủng hộ sơ hết rồi. Ừ đó, chị nói sơ giữ hết rồi. Tao sẽ sơ bán rẻ rè mình lên chị Khanh. Thấy cái vườn cây làm sao mà chịu nổi. Đúng rồi, cái vườn của chị Khanh quá chị bự. Sao chị mê sen đá vậy? Chị mê sao bà hỏi tôi biết mê trong nhà trong nhạc hỏi làm sao bà mê nhạc vậy. Mê sen đá lắm, Khanh rất là thích sen đá, thích lắm luôn đó các bạn nè. Phải nói là mình mê rất là cái này mình thích lắm. Bữa nào chị tới chị chở về chị nhớ dắt em đi theo nha. Xong rồi đi lên cho nó trồng nha cho các bạn xem ha. Rồi. Bữa nào trồng á cái em chị trồng. Thứ hai mình kiếm cái ngày thứ hai cô Linh về. Có bà Linh quay đó. Chung. Sao? Mình quay chung với nhau nha. Đi ra làm vườn ha. Không mà thiệt, ba cái chậu của chị về rồi, ba cái chậu của chị về rồi. Đó okay. Chị trồng. Rồi cái bông này đỏ đẹp quá ha. Bông gì? Dâm bụt. Bụt. Rồi, bây giờ mình đi cái hồ đi. Mãng cầu. Ừ, có trái luôn nè. Cái này thì mãng cầu sim á mà nó đen đen á. Cái vườn mà vườn cây của nhà chị á mà mát mát á thì trồng mấy này là xong rồi đá sỏi cái nước xuống mà cái này nó có chịu xuyên. Không nó có chịu không? Đi thôi đi bye sơ ơi. Sơ ơi em đi về sơ ơi. Dạ chào sơ, cảm ơn sơ. Dạ cảm ơn sơ. Bà Linh với chị Khanh mê mấy cái cây này nè. Tám hỏng có mê em hỏng có mê em hỏng có mê phòng cũng đẹp nữa. Hai chị em tôi rất là hợp. Linh thơ. Nhà em có cây bông giấy màu cam rồi. Em có nhìn. Ủa, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye đi chị Khanh. Bye bye các bạn nha. Xin lỗi các bạn nha tại mình đang coi đường á. Bye các bạn nhớ đăng ký kênh bà Tám Trăm Thơ nha. Rồi, bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Trăm Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Trăm Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.